trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48, gọi tắt là AMM48 ở Malaysia, vấn đề Biển Đông được quan tâm bàn thảo. Thông cáo chung của hội nghị cũng đề cập nội dung này trong phần các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo đó, hội nghị đã thảo luận sâu rộng các vấn đề về Biển Đông và tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các diễn biến gần đây và đang diễn ra ở khu vực này. Hội nghị ghi nhận quan ngại sâu sắc của một số bộ trưởng đối với việc tồn tại, bồi đắp ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể gây phương hại tới hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Hội nghị khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả các bên trong việc bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ các điều khoản của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, xây dựng, duy trì và tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, thực hiện kiềm chế đối với các hành động làm phức tạp và gia tăng các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, các bên liên quan giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Ngoại trưởng các nước ASEAN trông đợi việc thực hiện hiệu quả các biện pháp thu hoạch sớm đã được nhất trí, nhằm tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, cũng như tạo một môi trường thuận lợi cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Hội nghị giao các quan chức cấp cao tiếp tục làm việc về vấn đề này và đề xuất thêm các sáng kiến khác nhằm thực hiện các mục tiêu trên. Ghi nhận tiến triển đạt được trong tiến trình tham vấn xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, hội nghị tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng thiết lập một bộ quy tắc COC hiệu quả. Hướng tới mục tiêu này, hoan nghênh kết quả gần đây của hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN Trung Quốc lần thứ 9 về thực hiện DOC. Theo đó, hai bên nhất trí tiến tới giai đoạn tham vấn tiếp theo và thương lượng về bộ khung, cấu trúc, các thành tố cũng như giải quyết các vấn đề cốt yếu, khó và phức tạp liên quan đến bộ quy tắc COC đang được đề xuất. Do đó, Ngoại trưởng các nước ASEAN giao các quan chức cao cấp tiếp tục triển khai và làm việc chặt chẽ với Trung Quốc trong vấn đề này. Trong khi tiếp tục thực hiện toàn bộ và hiệu quả các điều khoản của DOC và làm việc hướng tới nhanh chóng thiết lập COC, hội nghị nhất trí về việc cần triển khai các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với các diễn biến trên Biển Đông, cũng nhằm mục tiêu tăng cường lòng tin và tin cậy giữa các bên. Ngoại trưởng các nước ASEAN ghi nhận đề xuất của Indonesia về việc thiết lập đường dây nóng liên lạc ở cấp cao giữa chính phủ các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm xử lý những tình huống khẩn cấp trên thực địa, đòi hỏi sự can thiệp tức thời nhằm giảm ngay các căng thẳng trên thực địa. Hội nghị thảo luận các vấn đề liên quan đến tiến triển về COC. Philippines đã thông báo cho hội nghị về những diễn biến mới, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.